Kính thưa quý vị, xin chúc quý vị một ngày mới thật là tràn đầy hạnh phúc và nhiều may mắn. Hôm nay em sẽ nói về vấn đề sinh điểu ở trong học đường và bạo lực học đường. Đó là chuyện xảy ra với em. Và thời cái lúc mà em còn học á, nó xảy ra trực tiếp với em. Cho nên quý vị khi có con cái đi học, hãy quan tâm nhiều hơn. Đừng để cho nó môi trường mà phải xa nhà. Khi mà lúc em lúc nhỏ thì không nói đi, cái lúc mà nâng lớn lên tí á, khoảng lớp 6, lớp 7 đâu lên thì bắt đầu có tình trạng là sinh điểu. Đó là những nhóm học sinh phối hợp với một số trẻ mà lêu lỏng bên ngoài á, là phối hợp với nhau để đi xin tiền, như là xin điểu á, đi xin tiền những cái học sinh hiền không có chơi tiếp xúc với những người bên ngoài đó. Mà những học sinh đó chỉ biết học thôi, vui chơi học thôi chứ không có lêu lỏng. Thì cái lúc đó em học lớp 7, em học được lớp 7. Rồi khi em đi học á, lúc đó có bạn học trong lớp nó lại hỏi em nay đi học được nhiêu tiền. Thì hồi thời của em đi học á, có đứa đi học cũng không có tiền, có đứa thì được 1.000, 2.000 gì đó, hay là 500, 200. Lúc đó 200 đồng một thời sử dụng nha quý vị. Thời của em năm lớp 7 là năm đó là năm 97, 98 vậy, thế kỷ trước đó. Khi em đi học thì nó đến, nó hỏi em học được nhiêu tiền. Khi em nói là em cũng người ở vùng quê mà thật thà lắm, móc túi ra được 2.000, cái nó chụp nó lấy luôn trên tay mình luôn. Cái em mới nói nó sao bạn lấy tiền của tôi. Lúc đó kêu bạn tôi không à, chứ không có mày tao đâu, bạn tôi, sao bạn lấy tiền của tôi đó. Cái nó mới xoay qua nó hỏi giờ mày muốn ăn đòn không. Cái em thì không có đánh nhau, không có biết đánh nhau. Nói cái em mới làm thinh, em nói em mét thầy. Cái nó mét thầy về tao quýnh mày. Cái em cũng đụng ngay dạ thật á, chút xíu em mét thầy. Mét thầy cái thầy kia nó lên văn phòng nói chuyện này kia nọ gì đó. Xong cái lúc mà ra chơi á, nó lại nó hâm em, nó nói chiều nay mày về mày không biết. Em cũng đâu biết gì đâu. Nhưng mà lúc đó là em đi học á, chiều về á là có cha em rước, cho nên là em cũng không có nghĩ ngợi gì hết. Cái chiều nó đứng ở ngoài cổng trường á, nó ra sớm á, đứng ngoài cổng trường nó với lại thêm vài đứa khác nữa, nó vài đứa khác nữa. Rồi cái nó chặn đầu, cái nó định đánh em rồi. Cái cha em tới, cha em hỏi chuyện gì vậy, cái tụi nó bỏ đi. Cái em mới kể lại xong. Cái hôm sau nó dẫn thêm một
một đám khoảng 3-4 đứa ở bên ngoài á, không có học trong trường đó, 3-4 đứa bên ngoài á. Nó vô á, nó giống như là nó vô trong lớp em luôn. Em vô cái bắt đầu nó chạy đi, nó kêu mấy đứa vô trong lớp em, vô móc túi em, nó bắt em đứng đó móc túi em làm như là em tội phạm nha, móc túi lấy hết tiền luôn. Nó em đi học được 2.000 à, 2.000 là nhiều rồi đó quý vị, 2.000 là nhiều đó, không thời điểm là 2.000 nhiều, 2.000 là em uống nước em ăn bánh à, cũng được lắm. Cái nó lấy tiền của em luôn, móc túi lấy tiền rồi em lại mét thầy tiếp, rồi thầy lại bắt nó tiếp. Cái chuyện đó xảy ra như vậy, thầy mời phụ huynh đó để khi nào. Hôm đó đó nó mới kêu một cái thằng vô trong lớp để đánh em luôn, nhưng mà chưa kịp đánh chưa kịp đánh em gì hết á, là có thầy giám thị đi kiểm tra, kiểm tra cái thấy vậy cái ông đuổi đó ra khỏi trường. Thằng đó nó đâu phải học sinh trong trường đâu. Cái lúc đó, đó là bữa đó, đó là em về em nói với cha em quen với thầy giám thị, có đầu thầy giám thị mới răng đe được nó. Được thời gian sau nó cũng quay lại y như vậy à, nó cũng chấn lột em tiếp. Mà không phải là riêng một mình em, mà tất cả những học sinh trong lớp và những lớp khác nó đều làm như vậy. Nó có một nhóm ngồi ở ngoài cổng trường, ở ngoài cổng trường thì thường có những quán nước, có những quán ăn này kia nọ đó, tụi nó tập họp ngoài đó đó. Cuộc sống, cuộc đời đi học của em đó, nó bị áp lực về cái vấn đề đó lắm. Nhiều khi em không dám đi học luôn á, nó khổ tâm đó. Mình đời học sinh mà chỉ biết ăn với đi học thôi, mà nó lại gây ra cho mình thêm nhiều cái hoàn cảnh khó khăn, trong đầu nó không được ổn định nên học hành cũng sa sút. Quý vị thấy ở vùng quê mà nó còn như vậy, ở thành thị nó cỡ nào. Em mới có một cái năm lớp 8, qua năm lớp 8 à. Cái lúc đó, đó là em ngồi kế bên bạn, nó tên Kha. Kha nghe được video này cho ăn like nha Kha. Mà cũng cảm ơn Kha nhiều lắm, cảm ơn Kha nhiều. Cũng nhờ có Kha năm đó mà mình mới được an ổn, yên vui. Nhờ bạn Kha của em á, nói nó thấy em hiền, nó mến. Mấy người kia vô xin tiền em này kia nọ, vô một túi trấn lột á, trấn lột chứ nói xin là cũng ấy rồi, nó trấn lột luôn. Cái Kha mới nói này là bạn thân của tao, mấy người mày mà đụng tới nó là đụng tới tao. Rồi năm đó em được yên vui, trời, em mừng hết sức. Cái gần cuối năm Kha nó bị đuổi học rồi xong luôn, nó bắt đầu nó quay về tình trạng cũ. Đến lúc đó em mới nói với cha em là bây giờ á mà con không đi học nữa đâu, con đi học á tụi nó cứ dậy hoài, con học không được mà con sợ tụi nó nữa. Quý vị biết á, cha em phải làm dữ lắm, đi rượt bắt mấy thằng đó luôn, cảnh cáo tụi nó thì tụi nó mới không dám động tới em. Đó, xong rồi em được yên ổn, được yên ổn học, học hết lớp 9, qua lớp 10. Qua lớp 10 á, thì quý vị biết á, nó qua một môi trường khác rồi. Nó qua cái cấp 3 là nó qua một cái môi trường khác nữa. Môi trường này á, bắt đầu á, là nó có vấn đề về giống như
đàn á, cái nhóm nó lập thành nhóm đi chơi, lớp này qua lớp kia chơi, và nó ganh ganh giống như kiểu con gái á, con trai mà nó vậy á. Cái bữa đó cái bạn em mới rủ em qua cái lớp kia chơi, mình cũng đâu biết gì đâu, đi qua đó tụi nó giỡn gì này kia nọ đó, chơi này kia nọ đó, thì mình ngồi đó, mình đâu có quen ai đâu, mình ngồi đó mình nhìn cây quạt nó quay quay quay, mình nhìn cây quạt cái giống như là một cái trời đánh vậy đó, trời giáng xuống một cái binh, cái lỗ tai em nó nghe ve ve, mắt em thấy sao không à, mắt em thấy sao không à. Cái em mới định tĩnh lại thì em mới biết rằng mình bị cái thằng kia nó cho một cú tát rất là mạnh, ve kêu lỗ tai đơm đớm bay đầy mắt. Nó nói em qua bên lớp nó ngồi kênh anh đang nhìn cây quạt không có biết gì đâu. Quý vị biết không, em khóc luôn đó. Em về lớp em khóc, mấy thằng bạn em nó tức quá, mấy thằng bạn em nó đâu có làm gì đó. Đó nghe nói nó là đi chơi gì đó, rồi nó cũng có băng nhóm gì đó, hung hăng lắm. Rồi từ cái lúc đó khi mà mấy bạn em nó thấy em như vậy đó, cái nó mới về nó nói với bạn bè nó này kia nọ, cái tự động mới có mấy người cũng lớn hơn em 1-2 tuổi thôi, cái bắt đầu rủ em ra ngoài quán mà để nói chuyện này kia nọ, cái nhận em làm huynh đệ gì đó. Rồi bắt đầu rủ em nhậu, rủ em uống rượu. Em đó lúc đó em không biết uống rượu, nhưng mà cái lúc nhỏ em đi mua rượu á, em thử rượu cho cha em, rồi em thử rượu cho bà nấu rượu ở xóm, em thử em nếm thử mà không ngờ em uống rượu, em uống mạnh luôn. Nhưng mà tới hồi mình say mình đứng lên mình còn té, cái bắt đầu là em mới đi theo mấy người đó mới đi chơi. Lúc đó khờ không biết gì chứ, hiền khờ hiền không biết gì hết. Rồi cái thằng mà đánh em á, nó lại đi tìm em, nó đánh tiếp. Nhưng mà bữa đó hên là có mấy người đó cản, nó bắt đầu nó hăm he em, nó hăm he, nó nói là nó không cho em đi học nữa. Khổ lắm quý vị ơi, quý vị biết cái anh đi học á, thầy cô không có áp lực, mà áp lực là áp lực giữa học sinh với nhau và những thành phần mà không tốt, áp lực kiểu đó là quý vị biết á, em khổ tâm lắm. Đi học mà giống như là bó tay luôn. Khi đó em mới bắt đầu em nghĩ là bây giờ mình đi học mà mình bị như vậy á thì không thể nào học được. Có ngày nó cứ canh, nó ăn hiếp mình suốt à. Hết bữa nay nó hù, nó không có xin tiền nữa, mà nó hù, nó đánh, nó hâm, nó he, nó đủ trò hết. Bắt đầu em có áp lực, em đi học cũng được. Nó bắt đầu em mới cúp cua nghỉ học, đi theo mấy cái người bạn đó. Rồi mấy người bạn đó lại đi ăn nhậu, rồi gặp thêm mấy cái người bạn khác nữa. Và mấy người bạn khác á là cũng có máu mặt, có những tay có máu mặt ở cái địa phương đó. Bắt đầu thấy em thấy thương,
đầu em cũng kể sự tình, mấy người kia cũng kể sự tình này kia nọ, mấy người đó mới thương thương, nó bắt đầu từ từ á nó lôi cuốn vào cái con đường, vào cái con đường khoảng tầm chừng 4 tháng sau em đã thay đổi một cách khác thường. Và cái người mà đánh em á thấy em phải sợ, chuyển qua là em thay đổi một cách khác thường. Và từ lúc đó đổ về sau em đi ra đường chưa biết sợ ai, và rất là nhiều người sợ mình. Từ lúc đó em mới hiểu được, ấy lúc đó chưa hiểu, đang trong cái cao trào mà đi ăn chơi chưa hiểu. Từ lúc đó đó là em bắt đầu là sa ngã. Nhưng mà đặc biệt sa ngã cách mấy, không bao giờ đụng vô những chất gây nghiện và hút thuốc là em không chơi, không hút, chỉ uống rượu thôi. Tại mẹ em dặn á, con á, mẹ em nói chứ không phải dặn, mẹ em nói bây giờ á con hút thuốc chứ uống rượu mẹ không thích. Cái em mới nói là thôi bây giờ con chọn một thứ, chọn uống rượu khỏi hút thuốc. Từ lúc đó về sau là em không bao giờ hút thuốc nữa, em chỉ uống rượu thôi và ăn chơi lêu lỏng bên ngoài. Ăn chơi lêu lỏng có danh có tiếng luôn. Đến khi mà em bắt đầu bước vào môi trường quân đội, xong hết cái nghĩa vụ em về, em bắt đầu suy nghĩ và bắt đầu em bỏ hết, em làm lại từ đầu. Đến hôm nay thì rượu em cũng không uống, bia em cũng không uống, thuốc em cũng không uống, trà em cũng uống, trà này em uống, cờ bạc em uống chết. Em giờ rất là thoải mái, sống đơn giản, ăn uống ngủ nghỉ, làm việc, không có sử dụng rượu bia, không sử dụng chất cấm, gái ngủ cũng không có. Chỉ uống trà, uống nước ngọt, uống dừa, em thích uống nước dừa. Rồi, coi như là em không còn ý liếu gì đấy cái cuộc sống mà ăn chơi nữa hết. Em bỏ hẳn luôn, không còn dính nữa. Cái lúc mà thời em đang mà nổi tiếng, đang có máu mặt nổi tiếng trong thế giới anh em á, ở vùng quê thôi chứ không phải là xa xăm gì đâu, mỗi một cái vùng đó chứ không có nổi tiếng rộng lớn lắm đâu, chỉ là cái vùng đó. Thì lúc đó em mới gặp cái anh em của em, em của em là con của cậu em, anh em của cậu. Lúc đó đó nó gặp em, nó mới kêu em, nó đang đi học, nó cũng gặp tình trạng y như em luôn, đi học mà bị áp lực, học á thầy cô không áp lực mà lại bị những cái thằng mà cướp á, cướp học đường á, trấn lột học đường á, đó nó áp lực, mà những thằng đó nó lại không có học ở trong trường, nó ở bên ngoài thôi. Lúc đó nó gặp em mới kêu nó vô quán uống nước ở trước cổng trường mà. Cái uống nước em hỏi dạo này học sao này kia nọ, cái nó mới kể cho em nghe. Em mới tức lắm, trong người tức lắm. Cái em xoay qua là kế bên là có mấy thằng bạn đó, trong đó có một thằng là nó ở trong trường đó, nó cũng có tiếng lắm, nó đang học ở trong trường. Cái em mới quay qua em kêu Tùng, đây là em của tao, con cậu đó. Đó,
mày coi mày lo cho nó nha, thằng nào ăn hiếp nó mày giúp tao lo giùm. Tùng à, để tao lo. Ê, từ lúc đó đổ về sau là em của em nó được thoát ly khỏi cái cảnh đó. Quý vị thấy cái thời điểm đó năm chín mấy 2000 mà nó đã xảy ra như vậy rồi. Mạnh nắng yếu thua có băng nhóm đó. Em là người trải qua, em là người trải qua như vậy em mới biết được. Cho nên đó, quý vị hãy quan tâm với con cái của mình nhiều hơn, phải hỏi thăm coi nó có bị này bị kia, bị cái nhóm này nhóm kia ăn hiếp hay không. Quý vị phải thương yêu con mình chứ để nó áp lực lắm. Nhiều đứa nó không dám nói luôn á, nó về nhà nó không dám nói á. Con cái mình mà ai không yêu thương, quý vị nên quan tâm nhiều hơn để nó sa ngã. Em bây giờ thì nói chung là em thấy em quay đầu được thì em cũng mừng. Tại vì nếu mà em sa ngã vào con đường đó luôn thì chỉ có con đường là một là tụ tội, hai là thành gian dương đại đạo, ba là sanh cỏ, chỉ có như vậy thôi. Con đường đó là con đường nó kết thúc là như vậy. Giang hồ thì chỉ có đường đó thôi. Quý vị phải quan tâm chăm sóc con cái của mình nhiều hơn. Đó là một số lời em chia sẻ, em trải nghiệm thực tế, em chia sẻ cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã xem video. Xin chúc quý vị, sắp tới là năm mới rồi, xin chúc quý vị năm mới phát tài, nhiều may mắn và gặp nhiều hạnh phúc. Cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị.